chào quý vị và các bạn. Nhân dịp đầu năm, bài học đầu tiên của Jenny là hướng dẫn cho chúng ta đọc về những ngày lễ Tết trong năm. Và tiếp theo đó là ngày 14 tháng 2 và ngày 8 tháng 3. Nhân dịp 14 tháng 2 ngày lễ tình nhân, Jenny chúc cho những đôi bạn đang yêu nhau có được một ngày lễ tình nhân thật là ngọt ngào. Còn và ngày 8 tháng 3 thì Jenny chúc cho tất cả phụ nữ Việt Nam và tất cả phụ nữ trên thế giới có được một ngày quốc tế phụ nữ thật là hạnh phúc. Còn bây giờ chúng ta đi vào bài học nào. 1月 y tức là một, yue là tháng, tháng một. Ở đây có cái phiên âm Đài Loan ở đây, còn đây là phiên âm quốc tế ha. Ở đây là tháng, đây là tiếng Việt nè, trên này có dịch ra tiếng Việt và tiếng Anh. Yuan dan xin nian tức là Tết Tây với năm mới hoặc là Tết dương lịch. Xuân Jie Tết Nguyên Đán. Yuan Xiao Jie lễ hội hoa đăng tức là ngày rằm tháng Giêng. Bài tiếp theo. Tới lễ tình nhân rồi, bây giờ cho Nì mới để hai cái này qua tặng cho những đôi đang yêu nhau nha. Đó nè. 2月 2月 2 là tháng là 2 nha, 月 là tháng nha, tháng 2. 情人节 情人, 情人 là tình nhân, 节 là cái ngày lễ hoặc là ngày Tết, thì người ta gọi là lễ tình nhân, ngày 14 tháng 2. San yue, san yue, san tức là số 3, yue là tháng, tháng 3. Phụ nữ jie, phụ nữ jie tức là ngày lễ quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Là 4, yue là tháng, tháng 4. Yu ren jie, yu ren jie tức là ngày nói dối, ngày 1 tháng 4 là ngày nói dối. Qing ming jie, Tết Thanh Minh. Jie fang ru, jie fang ru, ngày giải phóng 30 tháng 4, giải phóng miền Nam. Năm, yue là tháng, tháng năm. Quốc tế lao động jie, quốc tế lao động jie, quốc tế là quốc tế, lao động là lao động, jie là ngày lễ, lễ quốc tế lao động nha. Mẫu thân jie, mẫu thân jie, mẫu thân tức là mẹ, jie tức là ngày của mẹ. Các bạn biết ngày của mẹ không? Trên này sẽ nói về ngày của mẹ nha. Thông thường thì hàng năm tháng 5 ngày của mẹ thì người ta được xếp vào tháng 5 của ngày chủ nhật thứ hai trong tháng, đó là ngày của mẹ. Còn nếu ai mà còn mẹ thì nên nhớ ngày này nha, để mà mua quà tặng cho mẹ ha. Tuan wu jie, Tuan wu jie là Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5. Liu yue, liu là 6, yue
là tháng, tháng 6. Quốc tế儿童节, quốc tế là quốc tế, 儿童là nhi đồng nha, nhi đồng cũng có thể gọi là mấy đứa nít luôn á. Trẻ là ngày lễ, ngày Tết, lễ quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Tháng tiếp theo nè. Chi yue. Chi là 7, yue là tháng, tháng 7, tháng 7 nha. Trung Nguyên Giả. Trung Nguyên Giả. Ngày rằm tháng 7, người ta có thể gọi đó là ngày cô hồn. Mà người nước ngoài thì nó ở bên phương Tây thì nó cái ngày của nó là ngày tháng 12 rồi. Thì mình tính cái này nó cũng tương đương với cái ngày là của nó là ngày Halloween. Ba là tám nha. Yue là tháng, tháng 8. Phụ Qin Jie. Phụ Qin Jie. Phụ Qin chứ sư ba. Jie là ngày của ba. Thường thường cái ngày hồi nãy là trên này mới nói là ngày của mẹ là tháng 5. Tháng 5 là ngày cái ngày chủ nhật của tuần thứ hai trong tháng, tức là cái đó ngày đó là ngày của mẹ. Còn cái này là ngày 8 tháng 8 là ngày của ba. Ai còn ba còn mẹ thì nhớ hai ngày này nha, để mà hiếu thảo với ba mẹ mình. Chính rỉnh trẻ. Chính rỉnh trẻ. Chính rỉnh trẻ là hồi nãy là trên này có nói cái ngày đó là ngày 14 tháng 2 là ngày quốc tế. Còn này là chính rỉnh trẻ là cái ngày của bên Đài Loan. Bên ngày Đài Loan là ngày lễ tình nhân bên Đài Loan. Người ta thường tính là âm lịch ngày 7 tháng 7. Trung Chiêu Jie. Trung Chiêu Jie. Trung Chiêu tức là Trung Thu. Chiêu là thu nha. Trung là Trung, Trung Thu. Jie là ngày lễ, ngày Tết. Trung Tết, Trung Thu. Chiều yue. Chiều là 9. Yue là tháng, tháng 9. Quốc Qing Rư. Quốc Qing Rư. Rư, rư là ngày. Quốc Qing là quốc khánh, là ngày lễ quốc khánh 2 tháng 9 bên mình. Sử yue. Sử là 10. Yue là tháng, tháng 10. Yue nan phụ nữ jie. Yue nan phụ nữ jie. Yue nan là Việt Nam. Phụ nữ, phụ nữ. Jie là ngày lễ hoặc là ngày Tết. Gọi là ngày phụ nữ Việt Nam nha. Ngày lễ, ngày nè. Gọi là ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Nếu các bạn không biết, các bạn có thể nhìn cái phiên âm quốc tế đây. Cho này để phiên âm quốc tế ở đây nè. Sử y yue. Sử y yue. Sử là 10. Y là 11. Nó là 11. Yue tháng 11. Giáo sư trẻ. Giáo sư trẻ tức là ngày nhà giáo 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. Rồi còn tháng cuối cùng nha. Teacher Day. Teacher Day.
十二月，十二月，十二，十là mười, 二là hai, 月là tháng, tháng mười hai. 赵君节，赵君节 tức là ngày đưa ông táo, ngày đưa ông táo âm lịch nha, ngày 23 âm lịch đưa ông táo. 圣诞节，圣诞节，圣诞 tức là Giáng sinh, 节 là ngày lễ Giáng sinh. Bài học của Jenny đến đây kết thúc. Hẹn các bạn trong những bài học tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt nha. Bye bye.